Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin vắn Nhật Bản tuần qua của Nomura. Sau đây là các tin nổi bật trong tuần. Thảo luận tăng lương tối thiểu từ 3% trở lên trong bối cảnh thuế tiêu dùng tăng lên 10%. Tại hội nghị cố vấn kinh tế tài chính diễn ra vào ngày 14 tháng 5, một số đại biểu nhân dân đưa ra ý kiến tăng lương tối thiểu ít nhất 3% một năm. Chính phủ dự định cân nhắc đưa đề án này vào phương châm cơ bản vận hành kinh tế tài chính vào tháng 6. Một số ý kiến cho rằng mức tăng từ 4 đến 5% sẽ có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây cũng là biện pháp xoa dịu cảm giác tiêu cực trong tiêu dùng khi từ tháng 10 năm nay thuế tiêu dùng tăng lên từ 8% lên 10%. Website bán hàng của Uniqlo GU bị tấn công, hơn 460.000 tài khoản bị lộ thông tin cá nhân. Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 vừa qua, trên hệ thống bán hàng online của hai hãng bán lẻ thời trang Uniqlo và GU, hơn 460.000 tài khoản của khách hàng đã bị đăng nhập trái phép và chiếm đoạt thông tin cá nhân. Ngày 13 tháng 5, hai hãng đã vô hiệu hóa mật khẩu cũ và gửi yêu cầu thay đổi mật khẩu mới đến các tài khoản này. Quý vị và các bạn chú ý kiểm tra tài khoản Uniqlo GU nếu có nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Nữ giáo viên tiểu học giấu hơn 2.600 bài kiểm tra của học sinh vào nhà kho trường học. Một nữ giáo viên tiểu học tại thành phố Onomachi, tỉnh Hiroshima, ngày 13 vừa qua đã bị phát hiện giấu 2.652 bài kiểm tra trong 3 năm của 102 học sinh vào nhà kho của trường. Giáo viên này cho rằng lượng công việc phải làm ở trường quá nhiều nên không đủ thời gian để giải quyết. Theo lịch trình dạy, số bài kiểm tra của cô phải cho học sinh thực hiện trong 3 năm là 170 bài. Trong đó, 22 bài bị cô bỏ qua, 52 bài đã cho học sinh làm nhưng chưa trả lại. Hơn một nửa trong số đó chưa chấm và bị giấu vào nhà kho. Thêm 10 tỷ số điện thoại để chuẩn bị cho 5G và IoT. Để chuẩn bị cho thời đại 5G và Internet kết nối vạn vật IoT, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản dự định đến năm 2020 sẽ thêm 10 tỷ số điện thoại gấp 125 lần hiện tại cho các thiết bị có khả năng kết nối dữ liệu qua Internet. Để phòng ngừa việc thiếu số điện thoại khi Internet vạn vật và 5G trở nên phổ biến, Bộ đang yêu cầu các nhà mạng nhanh chóng chuẩn bị hệ thống đáp ứng cho sự gia tăng số điện thoại. Việc này có thể khiến một số lượng lớn số điện thoại từ 11 số nâng lên thành 14 số. Sửa đổi luật cho phép ô tô tự lái trên cao tốc từ năm 2020. Những sửa đổi về luật giao thông về ô tô tự lái đã được thông qua vào ngày 17 tháng 5. Theo đó, dự kiến từ năm 2020, một số cao tốc và khu vực thưa dân cư sẽ cho phép ô tô tự lái mức độ 3, là mức độ người lái được quyền vừa dùng điện thoại di động, vừa quan sát phía trước và phải xử lý trong những trường hợp khẩn cấp. Và tiếp theo đây sẽ là một tin vui đến từ ngành y tế. Nhật Bản áp dụng bảo hiểm y tế công cho bệnh máu trắng. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản vào ngày 15 tháng 5 vừa qua quyết định áp dụng bảo hiểm y tế công cho thuốc Kimuria, loại thuốc có hiệu quả cao trong việc chữa trị bệnh máu trắng. Hiện thuốc có giá hơn 30 triệu yên, khoảng 7 tỷ Việt Nam đồng cho một lần sử dụng duy nhất. Đối tượng áp dụng giới hạn cho những người mắc bệnh máu trắng mà không thể sử dụng các thuốc kháng ung thư. Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 tới đây. Nhà mạng KDDI giảm cước di động đến 40%. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, nhà mạng KDDI thông báo sẽ đưa ra một gói cước di động mới có mức phí giảm đến 40% từ ngày 1 tháng 6. Dưới áp lực giảm cước di động từ chính phủ, tháng 4 vừa qua, nhà mạng Docomo cũng đã có chiến dịch tương tự. Hiện các nhà mạng khác như SoftBank và Rakuten cũng được hy vọng sẽ tham gia vào chiến dịch giảm giá này. Trường dạy nghề kiểu Nhật đầu tiên tại Thái Lan chính thức đi vào hoạt động. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, trường dạy nghề kiểu Nhật đầu tiên đã chính thức khai giảng với 24 học sinh. Đây là những người đã vượt qua quá trình tuyển chọn với tỷ lệ 1 chọi 10. Sau khi nhập học, học sinh được miễn phí học và nhận thêm học bổng từ phía Nhật Bản. Sau Mông Cổ, Thái Lan là quốc gia thứ hai có mô hình đào tạo dạy nghề của Nhật. Một công ty ép nhân viên làm thêm đến 220 giờ một tháng. Công ty sản xuất anime Madhouse vừa bị cảnh cáo về việc bắt nhân viên làm việc quá giờ. Theo đó, một nam thanh niên của công ty có tháng phải làm thêm đến 220 giờ, trong khi luật pháp quy định
chỉ được phép làm thêm tối đa 60 giờ một tháng. Được biết, có thời điểm nhân viên này phải làm việc liên tục trong 37 ngày, nhịp sinh hoạt ngày đêm đảo lộn và từng phải cấp cứu vì ngất xỉu trên đường từ công ty về nhà. Cuối cùng là một thông tin rất hữu ích dành cho các bậc phụ huynh tại Nhật. Nhật Bản miễn phí hóa giáo dục mầm non từ tháng 10 năm 2019. Một số sửa đổi về luật hỗ trợ giáo dục mầm non được thông qua vào ngày 10 tháng 5 vừa qua sẽ có hiệu lực từ tháng 10 năm 2019. Theo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ sẽ là các trẻ nhỏ từ 0 đến 5 tuổi chưa nhập học tiểu học. Mức hỗ trợ sẽ tùy thuộc độ tuổi và cơ sở tiếp nhận trẻ. Theo độ tuổi, tất cả các trẻ từ 3 đến 5 tuổi đều thuộc diện hỗ trợ. Những trẻ thuộc các cơ sở quy định được miễn 100%, trong khi những trẻ khác được miễn đến một mức độ nhất định. Những trẻ từ 0 đến 2 tuổi chỉ được hỗ trợ đối với các gia đình được miễn thuế cư trú. Mức độ miễn giảm tương tự với các trường hợp trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Theo các cơ sở và dịch vụ tiếp nhận, tại các cơ sở và dịch vụ được quy định, tất cả các trẻ từ 3 đến 5 tuổi và những trẻ từ 0 đến 2 tuổi thuộc hộ được miễn thuế cư trú được miễn 100%. Những trường hợp khác được miễn tối đa 25.700 yên một tháng. Tại các cơ sở và dịch vụ ngoài quy định, trẻ từ 3 đến 5 tuổi tối đa được miễn 37.000 yên một tháng. Trẻ từ 0 đến 2 tuổi thuộc hộ gia đình được miễn thuế cư trú được hỗ trợ tối đa 42.000 yên một tháng. Và một điểm đáng lưu ý khác đó là các chi phí như tiền ăn, tiền đưa đón trẻ từ nhà đến các cơ sở sẽ không được hỗ trợ. Bản tin tuần qua xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Nomadas TV để cập nhật các tin mới nhất cùng Nomadas nhé.